Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong năm thủ ẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như sự biến hóa viên mãn an nhẫn ba la mật đa. Đại Bồ Tát như thật rõ biết năm thủ ẩn ấy, như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như sự biến hóa rồi, có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng này thiện hiện làm sao đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa biết rõ như thật năm thủ ẩn ấy như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như trò huyễn như ảo thành như sự biến hóa rồi có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng này thiện hiện đại bồ tát ấy biết rõ như thật năm thủ uẩn ấy không có thật tướng nên tu hai loại nhẫn mới có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng hai loại đó là gì một là an thọ nhẫn hai là quán sát nhẫn An thọ nhẫn là các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa tòa Bồ Đề nhiệm màu ở khoảng giữa. Giả sử tất cả loài hữu tình tranh nhau đến chê bai dùng lời thô ác mắng nhiếc, lăng nhục, lại dùng ngói đá dao gậy làm hại nhưng đại Bồ Tát ấy vì đã viên mãn an nhẫn ba la mật đa nên cho đến chẳng sanh một niệm sân hận cũng lại chẳng khởi tâm trả thù chỉ nghĩ thế này các hữu tình ấy thật đáng thương làm tăng thêm phiền não giấy động tâm ý họ chẳng được tự tại đối với ta phát khởi ác nghiệp như thế ta nay chẳng nên sân giận họ lại nghĩ thế này do ta nhiếp thọ các quần oan gia nên khiến hữu tình ấy đối với ta phát khởi ác nghiệp như thế chỉ nên tự trách chẳng nên giận họ Bồ Tát khi quan sát kỹ như thế, đối với hữu tình ấy sanh lòng thương xót sâu xa, các sự việc như thế gọi là an thọ nhẫn. Quán sát nhẫn là Đại Bồ Tát nghĩ thế này, các hành như huyễn chẳng thật, chẳng được tự tại, cũng như hư không, không có ngã, hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy, đều chẳng thể nắm bắt được chỉ là hư vọng phân biệt mà khởi thì ai chê trách ta ai mắng nhiếc ta ai lăng nhục ta ai dùng các thứ ngói đá dao gậy ra hại ta ai thọ nhận sự mắng nhiếc ra hại ấy đều là tự tâm hư vọng phân biệt ta này chẳng nên phát khởi chấp trước các pháp như thế do tự tánh không thắng nghĩa không nên hoàn toàn không có sở hữu Bồ Tát khi quan sát kỹ như thế, biết rõ như thật các hành tĩnh lặng đối với tất cả pháp chẳng sanh tưởng khác, các việc như thế gọi là quán sát nhẫn. Đại Bồ Tát ấy vì tu tập hai thứ nhẫn như thế nên có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng. Do có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng nên liền đạt được vô sanh pháp nhẫn.